Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni. Chân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên văn tầng 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thấu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp. Đó là Thượng Thọ Thích Quyền Châu, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều an lạc, A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy thầy khỏe Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đời đầu tiên, Nhật Tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an Và rất cảm ơn quý vị luôn luôn theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp trong suốt thời gian vừa qua uhm, Tiêu chí của chương trình là luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại Và hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này à, chúng ta sẽ gặt hái được những lời dạy quý báu từ trong kinh tương ưng bộ do thầy trùng tiên để áp dụng trong cuộc sống thực tại chúng ta hồ để làm đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng và vững mạnh hơn. Hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị ở trong kinh tương bộ với chủ đề là 7 năm, 7 năm. Tiếng Anh là 7 years. Và hy vọng qua cái chủ đề này một lần nữa chúng ta gặt hái được những lời dạy quý báu của Đức Phật để áp dụng làm tư lương hành trang trên bước đường tu tập của chúng ta à, giờ đây Nhật tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin cảm ơn nhật tường kính mời đại chúng chúng ta đến với những đề tài cuối cùng của phẩm tương ưng ác ma trong kinh tương ưng bộ chủ đề hôm nay đó là chủ đề 7 năm à, Nội dung này được biên tập như sau. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở tại Uruvila bên bờ sông Neganjara. Đức Thế Tôn lúc bây giờ thấy có một ác ma đi theo Đức Thế Tôn suốt trong thời gian 7 năm với hy vọng là tìm cho được một lỗi lầm của Ngài. Nhưng mà tìm mãi không có được. Chúng ta thấy ác ma này công nhận ránh thật phải không? không biết làm gì nữa cứ đi theo đức Thế Tôn mà không phải là một ngày một bữa mà đi suốt tới 7 năm, thì chúng ta thấy phước báo như Phật, trang nghiêm như Phật, vậy mà còn có những người đi theo đào bới móc từng cái lỗi lầm nhỏ của ngài, đây cũng là một cái điều thường tình phải không thưa quý vị? Phật với ma khác nhau ở điểm này, Phật thì luôn đem đến bình an. À, từ bi thương xót trước lỗi lầm của tất cả chúng hữu tình còn ác ma thì đi tìm kiếm cái lỗi lầm của mọi người Ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta chiêm nghiệm điều này cũng vậy có những người luôn tìm kiếm cái sự an vui đem đến hạnh phúc cho đời nhưng cũng có người là đi tìm kiếm cái lỗi lầm của người khác để hãm hại họ à, bao nhiêu cái công đức họ làm không nhìn thấy nhưng cái lỗi lầm khiếm khuyết của họ thì lại bới móc ra họ giáng dạy ví dụ như là hàng ngàn hàng ngàn những câu chân lý thật là hay chúng ta không có trân trọng không có ghi nhớ nhưng họ lỡ lời một câu thì nó biến thành là lửa cháy hay có thể thiêu đốt cái người giáng dạy đó cho nên qua đó thì chúng ta thấy rằng cái tâm phàm phu của ác mà thật là khủng khiếp và chúng ta cũng có thể tự an ủi mình là phàm phu chúng ta nếu như cái ai nói hành nói xấu nói hại cũng là chuyện thường tình nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta học hạnh của Phật chứ chúng ta đừng có nên là chống trả với những người mà nói xấu hành mình làm gì Học hành của Phật là học ở chỗ nào? Tức là chúng ta càng hoàn thiện mình nhiều hơn. Chúng ta càng hoàn thiện mình nhiều hơn để cho người muốn hại mình họ không có cơ hội hãm hại. Đây là một điều mà chúng ta nên rút ra ở trong cuộc sống. Tại vì chúng ta tạo ra quá nhiều khiếm khuyết để cho người xấu họ hãm hại mình. Còn nếu chúng ta nỗ lực à, hoàn thiện không đỡ cho một điều xấu nào có thể sinh ra thì làm sao mà mà người xấu có thể hại được mình ừ. cũng giống như đức thế tôn vậy đó ngài à, mặc dầu ác ma đi tìm kiếm một cái lỗi nhỏ của thế tôn trong 7 năm nhưng mà tìm không ra à. cho nên lúc bây giờ ác ma à, sinh cái lòng sâu khổ à, một người hại người khác mà hại không được thì họ cũng sâu khổ như vậy cho nên ác ma mới mới nói với thế tôn một bài kệ như sau À, với tâm tư sầu muộn ngài thiền tư trong rừng vì tài sản hao mòn hay vì thèm tài sản có thể tại xóm làng ngài đã gây tội phạm sao ngài không làm thân với bà con xóm giềng sao ngài không có thể làm bạn với một ai à, ác ma đi, đi theo thế tôn suốt 7 năm và ác ma nói những cái lời vu vơ những cái lời mà vớ vẩn như vậy Ừ, tại sao ngài buồn cái gì ngài sâu cái gì mà ngài cứ tìm những cái chốn rừng sâu rồi ở một mình không làm bạn với ai không có thân thiện với ai hay là ngài có lỗi làm gì ác ma cứ diêu rít ra những cái điều mà vu vơ những cái điều mà vu hãm như vậy và thưa quý vị chúng ta thấy thế tôn trả lời như thế nào mỗi sầu kinh nhổ sạch không tội phạm ta thiền không sầu muốn ta thiền mọi hữu ái đoạn tận vô lậu ta thiền định nay bà con phóng dật này bà con phóng dật tức là thế tôn đã nhận diện ra ác ma và trả lời đã khẳng định với ác ma rằng là người là là là, là gì cánh giới của người là bà con với những kẻ phóng dật là những kẻ chuyên làm những điều ác những điều xấu những điều đỡ mà chịu trôi lên khổ đau trong luân hồi còn đối với ta thì mọi sầu kinh đã nhổ sạch hết rồi những cái kinh kêu là cái kinh tánh cái gốc rễ của những sầu muộn đều bị nhổ sạch không còn không còn cái tội phạm gì ở đời này nữa và ta cũng không có sầu muộn gì đó là cái lối sống an trú của chư Phật mười phương mọi hữu ái đoạn tận vô lậu đạt đến sự thành tựu trang nghiêm cho nên Thế Tôn luôn sống ở trong trong sự tĩnh lặng như vậy ừ. thưa vị lúc đó ác ma nói nói tiếp một câu như sau sự vật được Ngài nói, cái này là của tôi, và những người đã nói, cái này chính là tôi. Nếu ở đây mong ý đối với sự vật ấy như vậy này, Sa-môn, Ngài không thoát khỏi ta. Thế Tôn trả lời rằng, cái này không của tôi, và những người đã nói, họ không phải là tôi. Hãy hiểu biết như vậy, này kẻ ác ma kia, cho đến ông không thấy con đường của ta đi. Thế Tôn khẳng định một lần nữa, rất là rõ ràng là cái này không của tôi cái thân này cũng không của tôi nó là hiện thân của của duyên khởi và những cái những cái mà người ta nói nó không phải là tôi bởi vì đó là người ta nói đây là một điểm mà chúng ta cần học hỏi ví dụ như ai có nói hành nói xấu về mình thì đó là thuộc về người người nói không phải về mình nhưng con người chúng ta thường nghe ai mà nói không không đúng về mình mình rất là buồn phiền khó chịu Mặc dù mình không có làm gì sai hết Nhưng mà người ta nói hành nói xấu Mình cũng khó chịu Mình không có khẳng định được rằng á, Là người nói đó Đó là cái sáng phẩm từ miệng của họ Hoàn toàn mình không phải như vậy Đây là điểm mà chúng ta nên học Học rất nhiều và tu tập rất nhiều Chúng ta mới sống được với nghị lực này Rồi hãy biết như vậy Này cái ác ma kia Cho đến con đường niết bàn của ta đi Ông không thể nào thoái biết được Ác ma lại thách đố Thế Tôn bằng một câu kể khác. Nếu Ngài chứng ngộ được đường an toàn bất tử, Ngài hãy đi một mình, sao lại dạy người khác? Chúng <laughs> ta Tức là họ à, ác ma nó, nó đủ chiều hết vậy đó. Tức là tức là Ngài giác ngộ rồi thì Ngài đi mình, Ngài đi. À, bắt mới gì đâu mà ngài đi chỗ này ngài đi chỗ kia ngài dạy người này ngài dạy người nọ vậy đó làm gì à, ác mà đưa ra một cái luận lý thật là vớ vẩn pháp không vị à cho nên hồi xưa chúng tôi nhớ tới cười có lần đến tại bộ Đề phật quốc này đến tại cái vùng này thấy phật tử chúng ta à, thậm chí à, hiếu về cái nghĩa quy tâm báo cũng chưa hiếu được chưa lãnh hội được cái nghĩa trong nghĩa của quy tâm báo và do vậy mà thường hay khổ đau hay buồn phiền khởi lên trong khi sinh hoạt các chùa chiền nếu như chúng ta hiểu được cái nghĩa quy tâm báo cái động lực ban đầu của chúng ta để chúng ta làm thì làm sao mà chúng ta buồn phiền được? À, chúng tôi thấy như vậy, cho nên á, chúng tôi mới nỗ lực là muốn à, muốn xây dựng một cái chương trình giáo dục và muốn xây dựng chương trình giáo dục thì phải kiếm cái cơ sở nào cho nó rộng rãi một chút. Mặc dầu khốn khổ vô cùng, à, lúc đó vay tiền, vay tá bạo lắm quý vị, vay liều mạng lắm, vay tới 9.25 đó ừ, chấp nhận ký vô một cái 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 một cái hồ sơ vay như vậy đó để chi được có được cơ sở vì khác khao rằng là phải có cơ sở để hành pháp lợi sinh không có cơ sở thì khó mà, mà 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 tạo cái không gian để cho mọi người tới lui một cách thoải mái và do vậy nhưng mà cũng có người không ưa có người không ưa nói rằng là tại sao á, là không đi ra riêng ở sai kia để mua cái chùa tại sao mua chỉ ở đây À, ví dụ như họ đặt câu hỏi mà chúng tôi thấy rằng đó là những cái câu nói rất là vô duyên cũng cũng có người nói rằng là à, à, làm đạo tràng như vậy như vậy không thông báo với ai không trình với ai nói chung là có rất nhiều cái lý do khác nhau để người ta tạo ra một cái tâm hiểm khích à, hoặc là người ta cũng đẹp điều nữa người ta nói tiền ở đâu có ở đâu có ai cho ai cho à, à, một cái cái thứ lực đen tối nào đó nó nó à, à, nó tài trợ để làm tay sai cho nó hay sao à, và cũng có một số người nối răng hết như vậy chứ không phải ít nhưng mà cuối cùng tới gần 9 năm nay rồi thì có ai tài trợ đâu rồi bộ đội quốc này có làm cái gì lợi cho ma quân đâu hoàn toàn là một con đường trong sáng và cao thượng và càng ngày càng rực sáng trên con đường cao thượng đó chúng ta thấy không hả thành ra những cái điểm như vậy á những điểm như vậy là chúng ta thấy y như là ác ma nói nếu chúng ta không học những đoạn kinh này Thì chúng ta nghe những cái luận lý như vậy Tâm chúng ta nó buồn phiền Thế Tôn đi giảng Pháp Vậy mà ác ma nói rằng Ngài giác ngộ thì Ngài cứ đi đi Mẹ mới gì đâu mà cứ Ngài giảng chỗ này chỗ nọ làm gì Chỉ đơn giản rằng Là ác ma không bao giờ muốn Chánh Pháp Thế Tôn được truyền ba đời Đỡ cho tất cả hữu tình Đều là nô lệ Đều là đỡ tứ của ác ma Như vậy thôi Nó sợ mất tín đồ nó sợ, nó sợ mất đi cái lợi dưỡng của nó mất đi cái cái phục vụ cho nó tâm như vậy gọi là tâm ác ma thế tôn nói rằng người đi đến bờ kia họ hỏi nước bất tử được hỏi ta trả lời cảnh giới vô dư y ta đơn giản như vậy ta đến bờ bên kia giác ngộ ta đến được với cái cảnh giới bất tử cho nên ai hối ta về con đường bất tử ai hối ta về cái đạo lý đến bờ bên kia thì sao thì ta trả lời cho họ một cánh giới không còn tàn dư trong luân hồi đơn giản là như vậy thôi thì thế tôn nhẹ nhàng như vậy thế tôn không có nổ nạt ác ma phải không ạ thế tôn chỉ nói rằng là có người hối ta trả lời đây cũng là một điểm rất hay thưa quý vị hay ở chỗ nào tức là pháp nhĩ như thị có người thính chuyển thì thế tôn chuyển pháp không có người thính thế tôn không có nói chỉ duy có một cánh giới gọi là vô vấn tự thuyết những kinh giới này á, là những kinh giới nó hơi nó hơi tru tượng một chút nhưng mà đại đa số kinh điển của Phật là người hối Phật mới trả lời đây là điểm mà chúng ta thấy rất là rất là tuyệt vời và nội dung này nó cũng còn một ý rất là hay nữa ở đây chúng ta sẽ sẽ nói sâu giờ đây chúng ta quay trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp xin mời nhạc Tường điều hợp chương trình A Di Đà Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng con kính chi ân thầy đã giảng cho chúng con và khán giả đang theo dõi trực tiếp chương trình vấn đắc Phật pháp à, qua những cái diệu ý từ trong phẩm từ trong kinh tương bộ đối với, với cái chủ đề là 7 năm này à, qua sự hướng dẫn của thầy thì giờ đây chúng con thấy được những cái lời dạy quý báu của đức phật mà trước đó con tự đọc một mình mà con vẫn không hiểu gì hết à, vậy dạ là phật à, và giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng à, à, dạ vậy phật và kính thưa quý vị thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cái ý nghĩa của cái đoạn đầu của chủ đề là 7 năm. Giờ đây là cái giờ sinh hoạt của chúng ta. Hai số điện thoại trên màn ảnh là hai số điện thoại dành cho quý vị cùng nhau sinh hoạt Phật pháp hôm nay nha. À bất cứ câu hỏi nào chủ đề này hoặc là những câu hỏi trên bước đường tu tập của quý vị mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Nhật tường cùng với quý vị chúng ta sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp. À, có người gặp Nhật Tường ngoài đường nói à, Nhật Tường cứ nói thôi mà cứ lời sinh hoạt mà không có ai gọi vô hết thì nhiều cứ nói, cứ nói hoài làm gì Nhật Tường mới trả lời rằng dạ thưa chú không sao đó là hạnh nguyện à, của thầy và đó cũng là những gì Nhật Tường thích làm cho dù một người xem một người gọi cũng được không có ai gọi vô Nhật Tường vẫn vui vẻ và đây là cái 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 nơi để cho chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi văn pháp Phật pháp mà nếu mà quý vị mãi mê xem chương trình mà không gọi vào thì nhiệt Nhật Tường với quý vị chúng ta cùng lắng nghe thầy giảng nha quý vị thầy giờ là Phật và giờ đây Nhật Tường xin được phép đặt một vài câu hỏi có thể câu hỏi không chính xác kính mong quý vị quan hệ và tha thứ à, giờ là phật và dạ, kính bạch thầy cái điều mà con tâm đắc nhất là khi mà con nghe thầy giảng là kể cái đức phật là một bậc mà phước chi vẹn toàn còn bị người ta chỉ trích huống chi là mình là phạm nhân mình là phạm phu trong cuộc sống hàng ngày cái điều đó xảy ra rất là thường và um, mà khi mà thầy hướng dẫn thêm là khi mà mình bị người ta chỉ trích trong tình huống như vậy Thì điều mình cần phải làm là cố gắng hoàn thiện cái bản thân mình nhiều hơn Khi mình hoàn thiện thì mình không sợ chi người ta chỉ trích cái lỗi lầm của mình nữa Trực tiếp vô câu hỏi đó Phật tử chúng con có người mới đi chùa, có người học Phật Pháp nhiều hơn Hoàn thiện ở đây ý nói là trong cái, trong cái quán tính sống hàng ngày hay là mình làm những điều dựa trên năm giới Hay là làm những điều dựa trên những gì Đức Phật dạy Hãy là Phật ừ. chúng con tin thay dạ à, xin cảm ơn nhật tường rất là nhiều à, kính thưa quý vị chúng ta hiểu rằng trong hành hoạt ứng xử ở đời nó không có dễ dàng chút nào ông bà chúng ta nói rằng ở đời ăn dễ ở khó ăn thì dễ lắm à, nhai nuốt có gì đâu khó khăn đâu nhưng mà trong cuộc sống này ứng nhân xử thế như thế nào có trên có dưới có trong có ngoài để cho mình trở thành một người tứ tế rồi cuộc sống thúc ép khiến cho chúng ta thường sinh mệt mỏi và phiền não và chúng ta có kiềm chế được, chúng ta có hóa giải được hay không để tâm mình nó quân bình khi chúng ta ứng xử trong mọi tình huống. Những điều như vậy không có dễ dàng chút nào. À, chúng tôi hiểu điều này. Ví dụ như bây giờ, à, thầy Quyền Châu trước đây giảng những bài pháp thao thao. Có thời gian hay hơn bây giờ. Đơn giản là bởi vì lúc đó chưa gánh trọng trách nặng nề trên vai. Còn bây giờ đây, trọng trách càng ngày càng gánh nặng trên vai cũng giống như một người mà đứng không dán một bài kinh với một người vác trên vai 100 cân và giảng kinh. Hai cái trạng thái này nó khác nhau rất là nhiều. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu rằng là ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta xứ sự như thế nào cho nó phù hợp. Đây là cái điều mà không có công thức nào hết. Không có công thức nào hết. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái điểm chung hướng tới đó là dẫn tới sự thanh tịnh cái điểm đó là cái điểm làm sao cũng được miễn làm sao nó dẫn tới thanh tịnh suy nghĩ lời nói và việc làm dẫn tới sự thanh tịnh an vui đây là một điều mà chúng ta cần phải nêu cao cần phải đẹp ra hàng đầu điều này rất là khó làm chứ không đơn giản đâu không đơn giản đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đúng cho nên chúng ta mới làm như vậy nhưng mà chúng ta không biết rằng làm như vậy nó có gây ra tổn hại hoặc là gì nữa hoặc là nó sẽ dẫn tới những nguy hại cho việc khác à, Hoặc là cách hiểu của chúng ta cũng chưa hẳn gì đúng Cho nên Nhưng mà chúng ta nhầm lắm Chúng ta nghĩ rằng như vậy là hay Và khi chúng ta đã nghĩ nó là hay rồi Thì bắt đầu chúng ta có cái xu hướng Là truyền bá hay thuyết phục Người ta đi theo cái xu hướng đó ừ, Nhưng mà Nó gây chống trái, nó gây trở ngại Cho nên người ta thấy cái sự tổn hại của họ Thành ra họ phản kháng à, Những điều như vậy đó, Nó gần như là không có cái công thức chúng ta phải đặt ra một cái tình huống cụ thể đó là trường hợp nào tính chất công việc gì và người đó như thế nào ở trong không gian nào phải suy xét những yếu tố này cẩn thận lúc đó chúng ta mới suy xét rằng là chúng ta nên làm gì ừ. cho nên cái chân lý là chung chung ở đây ý có nói rằng là đức thế tôn hoàn thiện mình cho dầu ma có đi tìm bấy năm đi nữa cũng không ra một cái lỗi nào còn người con người chúng ta thấy mà hô thẹn bản thân chúng ta từ sáng tới tối nó phạm vô số lỗi lầm tự mình nghĩ mình cũng thấy mình có lỗi rồi chứ không cần gì ai tìm nữa hết thành ra chúng ta chưa có chứng thánh mà phải chịu khổ đau là vậy đó hay như là phật cảm ơn các vị chúng con kính cảm ơn thầy à, trước khi chúng con trở vào cái câu đối thoại chủ đề này thì thầy cho con thỉnh ý cái lời hiểu của thầy như thế nào à, chắc thầy cũng từng đọc à, những cái kinh sách của ngài tiên Quá thì ngài tiên Quá có một đoạn ngài giảng như vậy là à, chân nhận tự kỳ thác mạc luận tha nhân phi tha phi tức ngã phi đồng thể danh đại bi tức là hãy tự lấy lỗi mình đừng nhìn thấy lỗi người lỗi người tức lỗi mình tất cả là đại bi theo thầy thầy hiểu cái đó như thế nào chúng con thỉnh thầy ấy giờ thầy có lần con trình bày kiến giải thì thầy nói cái đó là không đúng cho nên con thỉnh thầy à, cái lần nào thầy nói không đúng anh anh trình bày lại kiến giải nói, của anh, anh thầy nghe nói thì thầy nói là giữa cái đó là giống như là cái lỗi cái nào lỗi của người khác mình thấy mà cần phải chỉ trích, mình cần cần phải sửa nói cho người ta biết để người ta sửa đổi thì mình cần phải nói mà có những cái lỗi lầm mình đừng có soi bối người ta như vậy đó thầy cái này cái này cái này thì nó khác cái này thì thầy là hiểu khác tại vì mình mình không có nên mình không có nên đem cái cách riêng của mình ra để mà mình xem nó là một chân lý yeah. bởi vì cái cách riêng của mình là, là phàm phu và khi trình độ mình nó phát triển lên hoặc là cái sự già dặn chính chắn của mình nó tốt hơn á thì mình lại tự thay đổi mình lại thấy nó không tốt bằng chẳng hạn như lúc mình 20 tuổi thì mình cho rằng điều đó nên làm như vậy là hay nhưng mà sau khi mình ba bốn mươi tuổi mình lại chính mình thấy nó khác ừ. nhưng mà cùng tình huống tương tự nhưng mà mình lại thấy là mình phải làm khác tại vì cái cái cái, sự phát triển như vậy là mình còn thay đổi bởi vì cái tâm mình nó nằm trong phàm hữu lậu đó cho nên thế tôn nói rằng này các tỳ kheo các ông đừng có tin vào ý của mình trừ khi các ông chứng quả là hắn tức là khi chúng ta là hán là mình mới chuẩn mực còn chưa chứng là mình phải dựa vào pháp phải dựa vào pháp không dựa là mình sẽ sai ngay cái câu vừa rồi là chỗ hòa thượng tuyên hóa giảng rút ra từ trong tư tưởng kinh điển đại thừa mà kinh điển đại thừa thì là hành Bồ Tát đạo không có nhìn lỗi người ta tại vì nhìn lỗi người ta mình thấy lỗi người ta mình xin ra ghét mình không có muốn độ sanh nữa và mình chỉ thấy lỗi của mình thôi Tại vì mình mong cầu khắc phục mình Mà con mắt mình nhìn vào ở trong Thì làm sao mình nhìn ra ở ngoài Cho nên á, là nếu nhìn người mà Thấy lỗi của người thì tâm mình khó tu lắm Mình sinh ra ngã mạng Sinh ra tập đố, sinh ra coi khi trong đó Mà sinh ra đứa giải để làm gì Cái sinh đó nó ra thì cũng giống như là Nuôi lớn cái nhân ngã mà thôi Còn Bồ Tát hành đạo Thì xem tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc cái người lỗi làm kia mình cũng không có bỏ Bồ Tát không có sinh cái tâm hiềm hiềm hận cái chúng sanh phạm giới. Thành ra nó 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 mặc dù nó làm điều xấu ác nhưng mà mình vẫn khởi lòng đại bi chờ cái cơ hội để mà dẫn dắt. Cho nên khi một niệm mà sân hận mà bỏ chúng sanh thì Bồ Tát đạo không còn nữa. Thành ra không có khởi cái tâm sân giận chúng sanh mà luôn luôn là đại bi. Mà để nuôi cái tâm đại bi này ấy, bằng cách là nhìn cái lỗi của mình Hay quá. mà không nhìn không nhìn cái lỗi của người. Đó là cái tư tưởng của đại thừa. Tuy nhiên, nếu như mà đã muốn xử sự một vấn đề dẫn tới thanh tịnh của hai người, chẳng hạn như hai người có một điểm bất hòa hoặc là có gì đó chưa tương đồng, thì đầu tiên là chúng ta đi theo cái tinh thần của thất diệt tránh pháp. Mà thất diệt tránh pháp điều đầu tiên đó là gì? Là hiện tiền tỷ ni. Hiện tiền tỷ ni là sao? Tức là mọi người phải hiện diện. Phải hiện diện không có được cứ tội sau lưng của người khác. Phải hiện diện. Còn họ hiện diện để cho họ lắng nghe về cái sai của họ và họ có quyền biện minh cái sai đó. Cũng như là khi cái việc đã được nêu ra và lúc bây giờ ở trong đó đại Tinh cứ ra những người thông hiểu về pháp và luật và lúc bây giờ mới mới phân tích mà mới nêu ra một cách tương tận về pháp và luật quy định như vậy như vậy thì lúc bây giờ cái người sai kia họ sẽ biết rằng à pháp luật quy định như vậy và hành động của chúng ta như vậy là sai cho nên á, lúc đó là chúng ta sẽ sẽ sửa sẽ khắc phục thành ra ở trong kinh điển Phật nói á, là chúng ta không bị ai chỉ trích cũng không bị ai dạy mình hết mà mà thầy của mình chính là ai đó chính là pháp à, cái điểm hay như vậy đó thầy của chúng ta chính là pháp thành ra là thế tôn khi nước bàn ngài không có giao cái quyền lãnh đạo tăng đoàn cho ai hết á à, ở trong tư tưởng của Phật học là vậy đó không giao cho ai cũng không có bất cứ một cái tập thể nào, một cái tập thể nào và một tập thể trưởng lão nào mà truy tôn một vị nào đó lên đối mà lãnh đạo cũng không có. Chúng tôi tìm không thấy, không thấy ở mặt sứ học mà kinh điển thấy chỗ này. À, tuy nhiên là về mặt truyền thừa truyền bá thì người ta có quyền sắp xếp, xếp theo một trật tự ảnh hưởng như thế nào đó là chuyện của họ. Nhưng mà ở trong giáo nghĩa là như vậy, bởi vì bản thể của Phật không có dạy chúng ta quy y con người. À, hay là quy một vị trưởng lão, một vị thầy nào mà là quy pháp. Cho nên là mỗi nửa tháng tập trung lại một lần và có cái tội kiến vang nghi hoặc là thấy ai sai thì đem, đem luật ra mà sôi sáng. Và khi mà một người thấy mình khiếm khuyết ở trong luật đó thì lúc bây giờ người đó sẽ gì? Sẽ lắng nghe cái sự hướng dẫn của những bậc trưởng thường. Người không có nên làm như vậy, người làm như vậy là phạm vào cái điều như vậy, điều như vậy và như vậy chúng ta ghi nhận một điều rằng là luật dạy chúng ta, pháp Phật dạy chúng ta chứ không phải chứ không phải là ai đó hoặc là một vị trưởng lão nào khiến trách chúng ta. Ừ. trong tinh thần của đạo Phật là tinh thần này gọi là hiện tiền tiền đi và những điều như vậy đó, nó sẽ được giải quyết hàng loạt với sáu pháp còn lại. nó có một công thức như là một tòa án thanh tịnh vậy đó. thành ra là chúng ta hiểu như vậy để thấy rằng là cái sứ sự của đạo Phật nó cho chúng ta một giải pháp chứ không phải là chúng ta nhắm mắt chúng ta nhắm mắt cứ thấy người ta có lỗi cờ họ rồi mình á là mình mình không có lỗi là được mình thấy mình thấy mình hoàn thiện là được còn ai có lỗi thì mệt sức bởi vì á không không nên lấy thái lỗi của người mà nên thái lỗi của mình mình hiểu như vậy là mình hiểu cực đoan mình hiểu theo cái chiều hướng một chiều à còn ví dụ như mình có khuyên người ta là mình khuyên như pháp à. có nên khuyên hay không và khuyên như thế nào vấn đề đó phải đặt ra có những điều á là chẳng hạn như cái tâm người đó họ bị phiền não quấn chặt trong hai trường hợp đó họ bị phiền não quấn chặt và trong tâm của họ không đủ sức lãnh hội giáo giới không đủ sức mà lấy nghe một lời khuyên như vậy mà chúng ta nhiệt tình bằng cách là chúng ta khuyên họ là không nên làm như vậy như kia là họ lập tức nổi giận tại vì tâm của họ là phiền não quấn chặt mà à, và họ lập tức nổi giận và tất cả lời khuyên của chúng ta là vô tác dụng mà không khéo, họ sẽ khơi tâm phí bán nữa là khác. À, cho nên những điều như vậy ấy, là chúng ta phải dựa vào vào pháp để chúng ta xử sự, chứ không có được là tùy tiện. Chân lý nó là như vậy nghe như Tường ha. Dạ, như dạ, đạo dạ, Phật, Dạ. Dạ, dạ như đạo dạ, Phật, dạ, kính thưa quý vị, dạ quý vị thấy không? Ừ, nhật tường ở đây thì sinh hoạt và được hậu chuyện với thầy thì bất cứ câu hỏi nào nhật Tường đều hỏi hết và mỗi lần nhật tường hỏi thì nhật tường được có cơ hội để nhật tường học có thể nói là rất là thương thầy và thầy thông cảm với nhật tường rất nhiều tại vì à, nhật tường thì đi làm cả ngày và lên show chỉ là lên rồi khi tâm tư thì không được bình không được bình tĩnh mà cái tan loạn thầy thì rất bình tĩnh mà thầy vẫn ở đó mà câu hỏi bất cứ nhật tường đưa câu hỏi nào ra thầy vẫn ung dung mà giải đáp cho nhật tường biết rằng nhiều khi câu hỏi đó nó không đúng với đề tài cho mấy vậy là phật và kính bạch thầy trở lại với cái chủ đề này thì ở cái đoạn thứ tư mà khi mà Đức Phật nói à, trả lời của ác ma thì Đức Phật trả lời rằng là mọi sầu căng nhổ sạch không tội phạm ta thiền không sầu muộn ta thiền mọi hữu ái đoạn tận vô lậu ta thiền định này bà con phóng vật cái đoạn này cho con hiểu cách nôn na để rồi thầy điều chỉnh cái tư tưởng con có phải nói là trong bất cứ tình huống nào Đức Phật vẫn sống trong chánh niệm và đúng gì không thầy vâng đúng rồi tại vì cái trong tất cả kinh điển đều khẳng định á là Đức Phật uh, sống ở trong chánh niệm đại bi, tâm của Ngài luôn đại bi với tất cả chúng sinh. À, đại bi hiện tiền, còn chúng ta là đại bi có điều kiện, đại bi phải tu tập nó thanh, có khi nó nó chán nó không đại bi nữa, nó trầm. Nhưng mà Đức Phật từ đại bi hiện tiền và trí của Ngài á uh, là thanh tịnh hiện tiền. À, cho nên những điều như vậy á uh, là là Ngài sống một cách rất là tự nhiên uh, của một bậc giác ngộ cái cảnh giới này là nó nói như vậy thôi chứ không có gì khó hiểu dạ yeah. một phải vậy con đưa ra câu hỏi đó là con muốn nói đây là đây cũng có thể nó là một cái thông điệp tức là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào thì đối với người phật tử chúng ta khi mà đức phật trong hoàn cảnh nào ngài đã dứt sạch tất cả các khổ lậu những cái ái tất cả những đoạn tặng ngài dặn sống trong thiền định thì đây có phải là một cái thông điệp cho Phật tử chúng con là trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời này khó khăn có à, buồn có khổ có nhưng mà chúng ta hãy gắng cố gắng kiên định sống trong giáo pháp của Đức Phật giữ giới à, tu tập đi chùa được lúc nào hay lúc đó học hỏi Phật pháp thì đời sống ta càng ngày càng sẽ được an lạc chịu hơn đó có phải là cái thông điệp gì ừ. không thầy? Vâng đó là đúng rồi ở đây thì thầy lại thấy một cái điểm nó khác hơn và nó siêu việt hơn ở điểm đó. dạ. Yeah. Chẳng hạn như thế này nè chẳng hạn như bây giờ chúng ta à, chúng ta thó, sống chúng ta thấy bản thân của chúng ta Uh, bị ảnh hưởng bởi cái gì Bởi ảnh hưởng bởi cái sức lôi cuốn Của năm dịu dục Và cái tâm buông lung phóng dật Của chúng ta Nó thường hay vận hành Cho nên á uh, Trong cuộc sống Chúng ta thường hay vướng phải những lỗi lầm này Và hôm nay chúng ta Quyết định là từ bỏ nó Mà bước lên con thuyền thánh giới của Như Lai Thì đây gọi là Ly dục ly ác bất thiện pháp Mà khi mà đạt đến cảnh giới mà tâm quyết định đi vào trong cái việc mà ly dục ly ác bất thiện pháp cuộc sống tu học lúc bây giờ nó cũng còn một số cái chướng ngại trong gai chứ không phải rằng chỉ có phát tâm là ngay lúc đó là chúng ta thoát hẳn được những cái phiền não đâu nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta không còn gây cái nhân khổ nữa còn nếu có gây nhân là gây cái nhân thiện lành an vui cho nên tâm của chúng ta nó đi vào ở trong cái trạng thái hỷ lạc thì lúc bây giờ cái hỷ lạc nó, nó có rồi nhắc nhắc tâm nó cũng có. Nhưng mà trong trạng thái vẫn còn sự vận động và tư duy. Đây gọi là có tâm, có tứ, có hí, có lạc, có nhất tâm. Và ở trong tâm đó chúng ta như thế nào? Những cái cảm thọ, sự tinh tấn. Rồi tất cả mọi thứ diễn ra ở trong một trạng thái đó. Nó khởi lên, nó tồn tại, nó hủy diệt. Chúng ta nhận thức một điều rằng là trước đây nó không có hiện tại thì nó có và tương lai nó sẽ bị hoại diệt vì sao bị dạng vật được vô thường và do vậy mà tâm chúng ta không có dính mắc trong đó tâm chúng ta tồn tại một cách độc lập không hợi lưỡi vào nó rồi ở trong cái cái trạng thái đó chúng ta thấy tâm của mình nó quán đại rộng lớn và chúng ta còn rất nhiều việc nữa phải dọn dẹp cái nội tâm này cho nó cho nó sạch sẽ. Thì chúng tôi nói ví, dậy, ví dụ như vậy thôi, thì đó là cái nguyên nhân mà chúng ta dẫn tới công phu thiền, chứ không phải đây là nghĩa là chúng ta gì, chúng ta chúng ta à, sợ có tội, cho nên chúng ta mới thiền, hoặc là gì, hoặc là chúng ta do sầu muộn buồn quá, cho nên ngồi thiền cho nó vui, hoặc là gì, hoặc là chúng ta à, xây đếm ở trong cái, à, cái, cái 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 gọi là cái thiền pháp đó, thì cũng không được. Trong tâm chúng ta vốn nó không có những điều đó mà Ngay cả khi sẽ đám đó Nó cũng là huyễn giả Cho nên ở đây á, chúng ta thấy cái điểm này rất là sâu xa Tức là nó Đoạn này nó còn chuyển tải Ở trong đó là cái cái Trạng thái công phu nữa Ngày hôm nay ở tại Bùi Phật Quốc Buổi sáng chúng tôi có Giảng một đề tài Đó là Người người con chánh tông của Phật Mô tả về hành trạng của tôn giả Xá Lợi Phất 15 ngày chứng thánh quả A-la-hán và ngài tu tập như thế nào ngài vượt qua các tầng bậc thiền định từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tướng phi vi tướng xứ và cuối cùng là diệt tận định nhưng ngài không có ở trong phi tướng cũng không có ở trong diệt tận định mà ngài đạt đến cái chỗ là giải thoát vô lậu những điều như vậy á, là đều nằm ở trong cái cái hàm ý sâu xa mà đoạn này á, là nền tảng nó cái nghĩa này nó rất là vi tế khó hiểu và chúng ta liên tưởng với nhiều bài dạy khác nhau ở nhiều cái bài kinh khác nhau là chúng ta mới thấy cái điểm này còn nếu không chúng ta chỉ xem nó như là một cái điều bình thường và thế tôn khẳng định là là mình là ở trong cái gì ở trong cái đại bi và chánh niệm hiện tiền vậy thôi À, chứ không có gì sâu hơn hay gì đạo phật cảm ơn các vị Dạ đạo phật giờ chúng con kính cảm ơn thầy và dạ, kính bạch thầy đứng trên phiêu diện phương diện mà đệ nhất nghĩa đế đứng trên phương diện mà siêu việt thì những gì thầy nói đó thì những người mà có thể là ai mà học hỏi phải có một cái vốn liếng về Phật Pháp thì mới có thể am tường được những gì Thầy nói. Nhưng mà phần đông thì khán giả theo dõi chương trình Vấn Đắc Phật Pháp, những người giống như con là không biết gì hết. Cho nên phần nhiều là chỉ muốn được đời sống bình an và an lạc. Và tất cả đều muốn, và tất cả đều phải bắt đầu từ sự đi chùa quy y nghe pháp làm công quả phải không thầy vâng dạ yeah. dạ kính bạch thầy bây giờ cái điều kế tiếp ở đây mà con đọc hai cái này con không hiểu nữa thầy giữa cái sự đối thoại của ác ma và thế tôn thì ác ma nói là sự vật được ngài nói cái này là của tôi và những người đã nói cái này chính là tôi nếu ở đây mong ý đối với sự vật ấy như vậy này sa môn ngài không thoát khỏi ta thì đức phật mới trả lời là sự vật được ông nói cái này không của tôi và những người đã nói họ không phải là tôi hãy hiểu biết như vậy này kẻ ác ma kia cho đến ông không thấy con đường của ta đi quý vị có hiểu không chứ nhật từ không hiểu cái đoạn này chỉ đạo Phật con thính này thầy sẽ diễn đạt lại cái nghĩa như thế này là ác ma muốn nói thế này này là cái sự vật được ngài nói là cái này là của tôi và những người và những người đã nói cái này chính là tôi À. nếu ở đây mong ý đối với sự vật này như vậy này sao mong ngài không thoát khỏi ta tại sao bởi vì tâm của chúng ta bị ở trong cái hữu ngã cái này là tôi à. cái này chính là tôi à. và và ngài có cái mong ý về cái tôi cái tôi là cái ngã và cái sở hữu của ngã đây là tôi đây là của tôi và trong thế giới đó là thế giới bị gì? bị luân hồi luân chuyển nằm ở trong cái vọng thức sinh diệt mà võng thức sinh diệt là sở hành của ma. Cho nên những người như vậy không bao giờ thoát khỏi bàn tay của ma. À, đây là tôi, đây là của tôi. À, với cái chấp ngã như vậy ấy, thì không bao giờ là thoát khỏi bàn tay của ma. Nhưng mà Thế Tôn, Thế Tôn nói á là ta không có nói như vậy, ta không có dạy như vậy. Tại vì ác ma đem chặn cái này ra để, 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 vu cáo đèn Đức Phật dạy như vậy và nhiều người nói như vậy và nói đèn Đức Phật dạy như vậy. Nhưng Thế Tôn nói ta không nói như vậy ta nói rằng là cái này không của tôi à. và những người đã nói tức là những người kia này yeah. những người mà người nghe ở đâu đó nói họ không phải là tôi tức là họ nói không phải là ta nói đức à, ừ. phật à, không, không nói như vậy cho nên ngài nói rằng cái này không phải của của tôi và những người đã nói thì họ cũng không phải là là tôi không phải là ta nói đó là họ nói thôi yeah. mà tức là họ nói sai đó Ừ. Chẳng hạn như có người nào đó nói rằng là à, Thầy Huyền Châu nói như vậy Thì lúc đó có cô kia làm theo Làm theo mới đầu cô nói thưa thầy Thầy có nói gì không? Thầy nói không có Nói vậy tại sao người ta nói như vậy? Thừa gớm lắm quý vị Những điều như vậy là chúng tôi thấy rất Nó y như là cảnh giác của ác ma vậy ừ, đó Chụp mũ vậy thầy à, Chẳng hạn như thế này nè à, Chương trình chương trình của Phật Của Bồ Đề Phật Quốc à, là cái chương trình mà chúng tôi muốn tạo duyên lành để cho quý Phật tử à, trao đổi chia sẻ những kiến giải của mình à, một diễn đàn để mà khích lệ nhau cùng nhau à, phát tâm tinh tấn tu tập à, và chia sẻ những kiến thức mà mình có thể biết được học được à, có người dối có người dế có người à, hoàn thiện có người chưa hoàn thiện những điều như vậy là rất là bình thường à, và các người hỏi giải thì à, thưa thầy là cái chương trình này như thế nào thì chương trình học ở đây như thế nào thì lúc bây giờ chúng tôi nói rằng chương trình mà học ở đây là nên mời những Phật tử ở tại Bồ Đề Phật Quốc những ai tham dự chương trình sơ trung đẳng để trả lời những câu hỏi này để mà mà, mà 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 tham gia những cái câu hỏi này vì sao đơn giản là họ có học họ có sinh hoạt cho nên họ biết họ trả lời à, nhưng mà người ta đi ra ngoài người ta nói rằng là chương trình duyên lành cửa Phật Chỉ dành riêng cho Phật tử tại buổi đại Phật quốc mà không dành cho ở ngoài. Và người ta nói rằng ấy như vậy thì thầy Huyền Châu á là nói rằng cái chương trình dành cho tất cả mọi người mà thực tế làm việc như vậy á là nối một đường làm một nếu vừa góp học. Người ta lên án và kết án cho rằng là thầy Huyền Châu nối một đường làm một nếu. Và người Để Phật phải... tử kia chẳng hiểu đầu hiểu đuôi gì, cái tự nhiên Thái cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà mấy thầy là câu hỏi chúng tôi là thật có nói như vậy không? Chúng tôi nói không có. Bất cứ ai cũng có thể là tham dự chương trình chữa đoàn của Phật. Nhưng mà người không có sinh hoạt ở buổi Đề Học Quốc thì sẽ có một cái câu hỏi khác cho nó nói gì nó thích hợp các vị MC sẽ đặt những câu hỏi thích hợp cho những người không có sinh hoạt ở đây chứ còn những người không sinh hoạt ở đây mà đi hỏi về học hành ở đây thì làm sao người ta biết đơn giản là như vậy chứ có gì đâu nhưng mà chưa hiểu đầu hiểu đuôi lại mới miệng ra kết án lên án và khẳng định là thầy quyền châu này xấu xa liều. cho nên thưa vị những trường hợp như vậy là y như là ác ma. chúng tôi xem y như là ác ma. tại vì sao bởi vì bởi vì phật đâu có nói rằng là cái này là của tôi. nhưng mà ác ma nói là người ta nói đó người ta nói là cái này là là của tôi và khi mà ai có cái móng ý cái này là của tôi thì làm sao mà thoát khỏi bàn tay của ma được? Ông vua phi nào, ông này ông vua phiền à. não. Thấy chưa? <laughs> dạ. Nhưng Đức Phật Đức Phật khẳng định rằng ta không có nói như vậy, dạ. ta nói này là cái này không của tôi và những người đã nói, họ không phải là tôi. Rồi, hiểu rồi. À. Cho nên hãy hiểu biết như vậy, thấy chưa? Thế Tôn khẳng định như vậy đó. Hãy hiểu biết như vậy là là đúng. Dạ. Khi nào nghe chính bản thân Thế Tôn nói và nghe rõ và phải chiêm nghiệm đúng trong giáo pháp của ngài, không có nên là ai đó nói rồi gán lên là Thế Tôn nói. Hôm nay cũng còn nguy hiểm hơn nữa là gì? Là có quá nhiều tăng ni và Phật tử không có hiếu lời Phật. Nhưng mà họ thường nói rằng á là Thế Tôn vậy. Thế Tôn nào có ý đó, nhưng mà họ vẫn nói là Thế Tôn nói. Cho nên là chúng tôi rất là, là quan ngại. Thành đã nói ta Thế Tôn nói cái câu gì là phải lấy kinh ra mà đọc. Cũng giống như là một sự trích dẫn Còn không thì phải nói rằng đó là nhận thức của mình Cái biết của mình, cái hiểu của mình Chứ còn nói như mình không có y cứ vào kinh tạng Mà tự nhiên cứ mình nói rằng Thế Tôn nói, Thế Tôn vậy Là không đó Ngay khi mình y cứ mà không khéo Nó còn nhầm lẫn, còn sai lệch Chứ đừng nói chi là không y cứ Thành ra những điều như vậy chúng ta phải cẩn thận Không khéo chúng ta rơi vào cái việc làm giống như là ác ma ừ. Và Thế Tôn nói rằng đó, Là con đường của ta đi Là con đường dẫn tới Niết Bàn làm sao mà ngươi có thể biết được người không biết được thì làm sao mà người có thể là là là, là muốn kim hãm ta mà ta không giải thoát khỏi bàn tay của ngươi thế tôi muốn nói điều là như vậy đó hay di đà phật cảm ơn quý vị rất nhiều a di đà phật và dạ, chúng con kính thầy à, tiện đây thầy cho con hỏi luôn khi mà thầy nói là những cái điều mà phải do đức phật nói mà khi dựa vào kinh của đức phật nói mà nhiều khi mà còn người khác có thể hiểu lầm nữa thì thầy có thể giải thích cho con cũng như những khán giả chưa hiểu cái câu này là cái câu mà à, Y kinh mà nhất tự thì là tam đời Phật quan Mà ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết Đó là như thế nào kinh bạch thầy Chúng ta hiểu rằng á Mục đích của chúng ta Mục đích của chúng ta Tiếp xúc lời Phật để làm gì Có phải chúng ta muốn giải thoát khỏi phiền não hay không Rõ ràng Chúng ta tiếp xúc với giáo pháp của Phật Là để giải thoát khỏi đau phiền não Và lời của Phật dạy là cho 8 dạng 4000 trường hợp. Và chúng ta phải khéo sử dụng những trường hợp cho đúng với những gì đang diễn ra ở trong cuộc sống của mình. Tâm của chúng ta nó thường hay loạn động, cho nên cần phải an trú để đạt đến chỗ nội tĩnh. Làm cho tâm nội tĩnh đó là một vấn đề tiên quyết để chúng ta chứng đắc nhị thiền. Vậy thì làm sao đó tâm mình nội tĩnh đây? Chúng ta tụng kinh tâm mình nội tĩnh được, chúng ta có nên tụng không? Hoặc giả, chúng ta ngồi thiền, tâm của chúng ta nó nội tĩnh, nó đạt đến chỗ nội tĩnh, chúng ta cũng ngồi thiền được. Nhưng mà bây giờ tụng kinh ngồi thiền, tâm mình nó không có nội tĩnh mà mình lấy sám tâm của mình nó đến có chỗ là an trú tĩnh lặng thì mình nên chọn cái nào? Mỗi người chúng ta một hoàn cảnh khác nhau, một trình độ khác nhau, một tâm lý khác biệt. Bởi vậy cho nên những giải pháp Thế Tôn nêu ra là có 8 dạng 4 ngàn. Chúng ta chọn lựa cái phương thức nào cho phù hợp với tâm tư, với với nghiệp lực của mình để chúng ta đạt đến chỗ nội tịnh. Đây là điều quan trọng. Nhưng nếu như chúng ta không khéo thì chúng ta nói rằng á là tịnh độ không phải Phật nói. Phật chỉ nói thiền thôi. À, như vậy thì chúng ta sinh cái cái tâm nhân ngã bi thử trong đó bây giờ chúng ta đấu loạn hết cho nên một cái điều như vậy thôi là chúng ta thấy mình đã hỏng rồi thành ra do vậy mà chúng ta nên hiểu rằng là ở trong ở trong công phu tu tập chúng ta tùy vào trường hợp mà chọn một cái cách tu và chúng ta tu như vậy như vậy Miếng làm sao đạt đến chỗ giác ngộ và giải thoát là như lời Phật dạy cho nên Phật dạy một câu rất là là phóng khoáng như thế này thế nào là pháp giải thoát đó là cái pháp từ dục vọng dục vọng mà đưa đến không còn dục vọng hãy tìm phương tiện mà thanh tựu thanh tựu chân lý đó thanh tựu cuộc sống đó đó là lời Phật dạy như vậy thì chúng ta hiểu chứ chứ không chúng ta không nên đem một cái câu kinh ra và chúng ta y cứ là nhất nhất như vậy và cái gì trái với nó là chúng ta đạp đổ hết như vậy thì đây gọi là y kinh nhất tự đó. Oh. Mà chúng ta làm cái đó là oan Đức Phật ba đời. Còn ly kinh nhất nhất tự ấy chị tức đồng ma thiết. À, thì tức tức đồng ma thiết là đương nhiên rồi. Tại vì chúng ta rời khối cái nền tảng y cứ trong sáng thì lời lễ đó chỉ là ma sự chứ không phải là lời Phật sự cũng không phải là lời dạy của Phật mà đó là lời dạy của ma. Chúng ta làm gì không có y cứ, biết nó sai rồi. Nhưng mà y cứ mà cho thích hợp Để đạt đến chỗ giác ngộ giang, giải thoát Chứ còn nếu như nó ngược lại Thì đó vẫn là gì Làm oan Phật ba đời Thế Đức Phật đâu có dạy cho chúng ta phiền não có đúng không Đức Phật không dạy cho chúng ta phiền não Thành ra mà dạy pháp giải thoát Mà chúng ta tự gây phiền não cho mình Ở trên con đường tu tập Rõ ràng chúng ta làm oan Phật rồi Thành Nghĩa của nó như vậy ở đây muốn nói rằng là chúng ta phải khiêu vận dụng giáo pháp của Phật, lời dạy của Phật cho nó thích hợp ở trong từng đối tượng khác biệt. Miễn làm sao chúng ta đến cái chỗ thanh tịnh giải thoát, đây là chính điều là điều quan trọng, là điều đúng đắn mà Đức Phật muốn truyền trao. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con đi đầu kính chí ân thầy đã giảng cho chúng con nghe về cái câu vừa rồi à, và những khán giả mà um, trước đó không am tường được ý nghĩa của câu đó giờ đây thì chúng ta cũng đã am tường được cái câu mà À, Nhật thường hỏi mà thầy mới vừa hướng dẫn, hy vọng chúng ta hãy khéo vận dụng lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong đời sống tu tập của chúng ta. À, vì dạ Đức Phật kính Bạch thầy trong chủ đề này còn có đoạn cuối vậy chúng con thỉnh thầy bước vào nội dung của đoạn cuối. À, dạ, xin cảm ơn Nhật thường. Một đoạn cuối là một đoạn tóm tắt như thế này thưa quý vị. Lúc bây giờ ác ma mới bạch Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế tôn, ví như một cái hồ nước không xa làng hay là thị trấn, tại đó có một cái con cua. Rồi nhiều người, con trai, con gái ở trong cái làng đó à, đi đến cái hồ nước đó, họ kéo cái con cua lên ở trên trên bờ ra khỏi mặt nước, rồi họ đặt nó trên đất, đất liền. Xong rồi á, họ ngồi đó mà thấy con cua mà thò ra cái càng nào á là họ bế cái đó, thò ra cái quê nào là họ bế cái đó. Mà do vậy cho nên á là các cái càng, các cái quê đó nó không nó không còn nữa. À. Thì thưa quý vị á, Thế Tôn nói rằng nghe là Ác Ma mới nói rằng nghe là cái con cua đó Nó bị chặt bị bé hết rồi Không thể bò xuống nước được nữa Cũng như vậy Lúc trước có những lộn xộn mâu thuẫn xiên tạc gì Đã được Đức Thế Tôn chặt đứt bé gãy đập nát Đó Tức là ác ma muốn nói rằng nghe là con đã giác ngộ trong giáo lý của Ngài Những cái điều mâu thuẫn, những cái điều nghịch lý, những cái điều vớ vẩn đã được Đức thơ Tôn minh định khai thị cũng giống như là gì những cái quê những cái càng những cái vớ vẩn ở trong tâm của chúng sanh trong tâm của con mà mà sinh ra thì đều bị đức thế tôn bế gãy sạch trơn hết rồi và nay bạch đức thế tôn với hy vọng tìm cho được lỗi lầm con không thể đến gần thế tôn được nữa à, ác ma lúc bây giờ là chịu thua rồi và lúc đó ác ma ở trước mặt đức thế tôn ở trong một cái nỗi niềm thất vọng Tại vì tâm ác mai lúc nào cũng vậy Đọc lên một bài kệ như sau Như quả liền hư không Thấy đá như miếng mỡ <laughs> Cái hình ảnh này rất là vui quý vị Như con quả, con quả đó Liền phải là mình ném đâu Mà nó liền là nó bay lượn á Bay lượn hả nó bay lượn ở trên hư không và nó thấy một cái một cái cục đá nó nghĩ như là một cái miếng mỡ miếng mỡ là quả nó rất là thích mỡ à và nó tưởng rằng là nó sẽ tìm được nhưng là cái gì là cái miếng mỡ mà nó mềm mại nó ngon nhưng mà thực sự thì nó không thể nào mà tìm được cái miếng ngon à, cho nên á, liền từ đó mà bay đi như con quả mổ cái hòn đá thất vọng ta bỏ đi à, giả từ Gotama <laughs> <laughs> cái hình ảnh này hình ảnh này rất là vui rất vui vị do mình làm hại người ta À, mà giờ đây mình nhận ra rằng mình là con quả mà mà tướng mẹ tư tướng thì là đó là cái miếng mỡ ngon ai ngờ mố phải cục đá đeo miệng quá cho nên thôi bây giờ bỏ đi cho nên những điều này là những điều mà chúng ta nói hành nói xấu người ta hay là chúng ta vu cáo người ta mà khi chúng ta thấy rằng không phải như vậy thì chẳng khác nào mình y như là con quả mố cái miếng mố cái miếng đá đấy ai à, ai mà bị cái lỗi này phải cẩn thận mà hình như là chúng ta cũng bị nhiều ai cũng bị hết phải không à Tình hình là chúng ta phải khiếu uh, chiêm nghiệm chân lý này chứ đừng làm cái con quả mà mổ miếng đá ha. Rồi ác ma sau khi nói những lời như vậy ở trước mặt Đức Thế Tôn từ giả bỏ đi. Rồi ngồi kiết giả dạ trên đất không xa Thế Tôn im lặng rồi hổ ngươi rồi thục vai rồi cúi đầu rồi sững sờ rồi câm miệng rồi lấy chiếc gậy cào cào lên đất. <laughs> Tức là kinh mô tả giống như là giống như họ làm một cái việc vớ vẩn vô bổ đến cuối cùng họ thấy họ đi rơi vào cái chỗ là nó nó trống trải nó vớ vẩn nó thiệt là chẳng đáng chút nào phải không thưa quý vị làm tức là làm những cái việc vô nghĩa đó à, một đoạn kinh kết rất là hay thưa quý vị như di đà phật cảm ơn quý vị rất nhiều a Đạo phật và chúng con kinh cảm ơn thầy đã giảng cho chúng con về đoạn cuối vâng kính bạch thầy đoạn này rất là um vừa ý nghĩa sâu xa mà cũng lại vừa là vui con cũng tưởng tượng khi mà con quà mà nó lượn dòng người nó bay đi trong cái trong cái trạng thái mà là bại tướng đó thầy thấy nhìn thấy cũng vui vậy là phật dạ kính thầy tuy nhiên chúng con cũng thấy được những bài học rất là sâu xa và thâm thiết cho cuộc đời à, những cái chuyện thường ngày xảy ra như là mâu thuẫn xiên tạc này rồi nói xấu này nọ là một người con phật những người mà con đại khái như là bây giờ chúng con quy y cứu phật thì dĩ nhiên là cái chuyện mà nói xấu hay là quy hay là xuyên tạc hay là mâu thuẫn ganh ghét thì mấy cái chuyện đó thì mình đã giảm bớt hơn nhiều rồi nhưng mà tuy nhiên cái điều đó không có dứt đôi lúc vẫn có đôi lúc vẫn là eh, vẫn là có thể là xuyên tạc người này hay nói xấu người kia hay ganh ghét người nọ cái điều đó chưa có bỏ được ở đây chúng con phải tu như thế nào chẳng hạn như là phát triển tâm từ bi hay là mình mình làm như thế nào để mình từ từ mình loại bỏ những cái đó kính bạch thầy dạ à, kính thưa quý vị à, chúng ta có thể quay lại cái cách phương thức của các ngài vậy đó đó là đó là hãy nhìn thấy lỗi của mình mà tu tập à, tìm kiếm cái lỗi của mình đó mà khắc phục đừng có đi tìm kiếm cái lỗi của người đừng làm những cái việc vô bổ như vậy à, chỉ cần như vậy là đủ rồi ở trong nghĩa này rất là đơn giản còn à, cái nghệ thuật phát triển tâm từ bi việc này việc kia nó không có đơn giản đâu quý vị không có đơn giản đâu à, chúng ta thấy chư tổ tố chúng ta à, kích thích vào cái lòng tham của chúng ta để chúng ta làm phước đó. Chẳng hạn như nói là con ơi, con ăn chay cho nó có phước. <laughs> Chúng ta thấy không? Rõ ràng ý nghĩa ăn chay là không tạo thêm tội cho phước hồi nào. Phải không à? Nhưng mà cách dạy của quý ngài là con ăn chay cho nó có phước. À. Mà sự thật khi ăn chay thì cái tâm nó cũng khởi lên lòng bi. Tại vì sao? Bởi vì mình thường hay muốn ăn nhưng mà mình chớ ngự được, mình không ăn. Thế nên mình phát tâm ăn chay Để cho nó bớt gieo cái duyên với nghiệp sát thôi Chứ không có gì hết ừ. Như vậy thì đó cũng là một cách dạy Thành ra Chúng ta à, mỗi người Mình tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện Mà chúng ta phát tâm tu tập như thế nào Để cho mình tiến bộ hơn Chúng tôi chỉ có một cái kinh nghiệm rằng Khi chúng ta Ý thức được Một ngọn lửa nó sẽ cháy bóng tay của mình Thì mình không bao giờ Đưa tay vào lửa nếu như mình thấy ngọn lửa mà nó bất thường là chúng ta vội dập tắt. Hoặc giả chúng ta canh chừng lửa cuối không để cho nó bùng phát cháy nhà. Cũng như vậy thưa quý vị. Trong đời sống tu tập của chúng ta chúng ta chúng ta cẩn thận tâm của mình. Không có nên không có nên đỡ cho những cái ngọn lửa nó bừng cháy. Và muốn như vậy thì phải có pháp an trú. Sau khi chúng ta ý thức được cái sự nguy hại của lửa thì chúng ta sẽ có xu hướng là là phòng hộ nó và diệt trừ nó. Ở đây cũng như vậy, chúng ta thấy cái tâm ác hại nó hại mình nhiều lắm. Thành ra khi mình thấy cái tâm ác hại nó hại quá, thành ra chúng ta quyết định viễn ly nó. Cho nên phải thấy cái hại của nó trước rồi chúng ta mới viễn ly. Mà quyết định viễn ly thì chúng ta bắt đầu tìm giải pháp cho khả năng viễn ly này. Tìm giải pháp cho vấn ly này là phương pháp tu tập. Mà thanh tựu sự viễn ly là chúng ta đạt đến giác ngộ. Cho nên phải ý thức được nói như vậy chúng ta mới làm. Còn không ý thức được là chúng ta không làm đâu. hay Di Đà Phật cảm ơn các vị rất nhiều. Anh Di Đà Phật chào chúng con kính ơn Thầy. À, con nghĩ chương trình còn mấy phút để đủ cho Thầy gửi cho chúng con một cái thông điệp mà 7 năm trong cái chủ đề này trước khi mình kết thúc, kết thúc chương trình kết mặt Thầy dạ yeah, xin cảm ơn Nhật thường à, thông điệp của chương trình này là chúng ta nên học theo gương của Đức Thế Tôn an trú luôn luôn ở trong đại bi và chánh niệm và ngài hoàn thiện mình tới mức trong sáng không còn một lỗi lầm nhỏ nào và chúng ta hãy nỗ lực tự hoàn thiện mình đừng bận tâm ai đó nhìn mình như thế nào chúng ta hãy nỗ lực hoàn thiện bản thân của mình à, chương trình vấn đáp Phật pháp này À, đơn giản là là tạo cái duyên lành để cho chúng ta có thể học Phật pháp trên phương diện là vấn đáp. Nhưng nếu như các vị thấy rằng mình không có gì đỡ hối thì chúng ta cũng có thể nghe. Và chương trình này không có dừng lại trong ý nghĩa của một buổi giảng mà nó còn là một kho tàng giáo pháp để truyền bá lại cho đời sau, à, cho nhiều chương trình khác. Và một điều mà chúng tôi muốn khẳng định rằng Chương trình vấn đáp Phật pháp này nhất nhất y cứ vào kinh tạng của Như Lai. Cho nên chúng ta lắng nghe chương trình này cũng là chúng ta lắng nghe sự trung tuyên giáo nghĩa của Như Lai. Ngay khi đó tâm chúng ta đến một cái cảnh giới phước báo thù thắng. Thành ra chúng tôi không bận tâm là ai có hối gì hay không hối gì. Chúng ta chỉ có nên là hối những gì cần hối, không nên hối những gì mình không cần. Có một số người hối bây giờ sợ đại buồn quá, gọi hối cho nó vui chúng tôi không cần không cần điều này chúng tôi không muốn trả lời những câu hỏi mà mang cái tính chất khách sáo và vô nghĩa như vậy thời rằng mình dùng Phật pháp để mình để mình chiêm nghiệm và mình dùng cái thời gian này để mình diễn đạt nhiều ý nghĩa khác nhau à, có như vậy nó sẽ lợi ích hơn rất nhiều đó chính là một trong những cái thông điệp của bài cũng như là của sinh hoạt à, rất mong các vị à, sinh hoạt tinh tấn ở trong chương trình này kính chúc các vị nhiều lợi lạc Giờ đây xin mời Nhật Tường quay trở lại với nội dung kết thúc A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy đã ban ban bố cho chúng con một thời pháp và chúng con luôn luôn ghi nhận những lời dạy quý báu của Đức Phật để áp dụng trong đời sống thực tại của chúng con. A Di Đà Phật. Và Nhật Tường cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vấn đáp trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị được À, vô lượng an lạc bồ đề tăng kiên cố và kính hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con xin kính cảm ơn thầy kính cảm ơn quý vị Hay như đà phật